Nhật. Tiếp tục đổ xuống ốc tre, đổ dốc ốc tre này các bạn nha. Còn lột kèo á. Rồi, chúng ta tiếp tục lột ốc các bạn nha. Sáng sớm các bạn nha, có thấy gần được một cọng này, dòng kèo đó, được dòng kèo rồi đó, 6-7 tấn này. Rồi ve vô bắt kèo nữa các bạn nha. Còn em bóc keo nữa, để cỡ đầu. Tiếp miếng nước uống nữa. Đứng em vô nữa bóc luôn đi chị. Ra anh Nhật. Bóc xong mới quay cái gì. À đúng rồi đó. Đun kia luôn. Rồi các bạn nha. Trời hôm nay nắng nóng kinh khủng. 41 độ C. Này làm kèo đúng. Đó hả? Bóc keo các bạn nha. Tiếp tục bóc keo. Tiếp tục quay các bạn nha. Bác tài hôm nay là bác tài siêu lên các bạn nha. Bóc keo á. quay đi quay lại bóc hết cho nó đóng keo các bạn. Như vậy thì anh em chúng tôi bóc được 2 gông các bạn nhé, còn một gông nữa là về. Rồi tiếp tục xuống dốc để chở được đóng kia các bạn nha. Xe đang chở đợi, đang phải đợi. Đừng bắt bên kia đó, bắt đóng bên kia. Okay, tiếp tục bóc. Tiếp tục bóc xe, tiếp tục về. Bóc bây giờ anh em tôi sẽ bóc theo đám này để quay đầu để trở xuống. Bóc xe chuyên chạy đường rừng các bạn nhé. Ok. Xử lý rất vít. Bẻ là cái gì chỏng mông. Đó, thấy hết chủ rừng á. Xuống xí nữa đi. Rồi, tiếp tục dừng bóc, cho nên mình không review nhiều các bạn nha. Hết cái này nè, không thấy chưa, không đủ thì đổ xuống. rồi, đừng có cho nó chổng lên. Cái này nè, không thấy xe không đủ thì đổ xuống. Đừng có cho nó chổng lên. Ôi, nên là bác vừa xe tự vệ các bạn nha. Đúng là máy keo. Đây đã xong một chuyến xe rồi. Quá trình, quá khỏe. Vậy hả? Hả? Ăn tiệc gì hả? Gì?